Ví dụ như một bệnh nhân như mình á, là người ta khoảng 80 tuổi, thì hỏi người ta nghề nghiệp là gì cũng đi già nha. Mình nghĩ là cái nghề nghiệp mà người ta hồi trước ta làm, ví dụ người ta đi làm thợ bằng gỗ gì đó ha, thì nó cũng là một yếu tố nguy cơ gây hen hay là gì đó. Rồi, còn một cái nghề tuổi tính à, nói gì ha, giờ giờ ngày nay năm ha, rồi còn hành chính nắm trên chưa, rồi ha, rồi còn chuyên môn, rồi còn một lý do vào viện, rồi ví dụ như một bệnh nhân vô viện với mình vì lý do là viêm dạ dày được không? Không, thì ví dụ như cái phần lý do vào viện mình họ thì mình nghĩ gì, ví dụ như một bệnh nhân viêm dạ dày mình nghĩ gì? Đau bụng, đúng không? Thì có nghĩa đó là diễn biến cơ năng đúng không? Thì mình chủ yếu là mình di chuyển cơ năng. Ví dụ như mình ghi đau bụng, nôn ói, sốt được không? Được. Được không? Không có ba triệu chứng. Không có ba triệu chứng thì được. Nhưng thường trên lâm sàng người ta chỉ ghi một triệu chứng thôi. Có nghĩa là lý do diễn này là triệu chứng mà bệnh nhân vô với mình di chuyển khó chịu nhất. Ví dụ như bệnh nhân nôn ói, bệnh nhân sốt, bệnh nhân đau bụng, thì hỏi là bệnh nhân nào di chứng nào đây khó chịu nhất ha. Rồi nhất thứ hai đó là mình không ghi chẩn đoán vô. Ví dụ bệnh nhân nói là ở nhà tôi đi khám bác sĩ tư nói tôi bị viêm dạ dày, cái xong cái mình vô đây mình ghi bây giờ viêm dạ dày cũng được luôn ha. Rồi ví dụ như bệnh nhân nói là bệnh nhân di chứng thực thể, ví dụ như bệnh nhân nói bệnh nhân gan to, bây giờ mình ghi cho mình ghi xong cũng được luôn, bởi vì chứng cơ năng cũng không được ghi chẩn đoán và di chứng thực thể ha. Rồi. Cái bệnh sử thì chủ yếu là có hai phần ha. Hai phần, cái phần đầu tiên là các khởi phát của bệnh nhân như thế nào, cái phần thứ hai là câu kết. Ví dụ một bệnh nhân cách đây 3 ngày bệnh nhân ăn cái gì đó, xong bệnh nhân đau bụng nói chưa chạy, xong rồi bệnh nhân uống thuốc ở ngoài, rồi cái câu kết của mình á thậm chí là cùng ngày nhập viện bệnh nhân nó nói như thế nào đó rồi nhập viện nha. Còn mình chỉ có hai phần rồi, trong hai phần đó thì trong trong một triệu chứng cơ năng á thì mình sẽ khai thác 7 cái triệu chứng. Họ có học tiền lâm sàng học chưa? Thì 7 cái triệu chứng có gì? Bệnh cảnh khởi phát. Bệnh cảnh. Tăng giảm, yếu tố tăng yếu tố giảm. Yếu tố tăng giảm. Hướng lan. Ai giúp các bạn không? Thời gian. Yếu tố tăng giảm cái gì nữa? Thời gian. Thời gian. Gì nữa? Số lượng chất lượng. Số lượng, chất lượng, số lượng này tính chất hết rồi. Thì năm là gì nữa? Đó. Yếu tố kèm theo. Yếu tố kèm theo. Rồi ha. Giờ mình khai thác. Ví dụ mình khai thác bẻ chân mấy cái, đúng không? Bệnh nhân có nôn ói, nôn ói như thế nào, tính chất của lượng gì đó ha. Rồi kèm theo đau bụng. Thì bây giờ mình khai thác nôn ói trước, xong rồi mình sẽ khai thác đau bụng. Đau bụng mà như thế nào, và đau bụng có kèm theo gì nữa, khai thác thêm một phần nữa là mình cứ khai thác triệu chứng khi nào bệnh nhân hết triệu chứng thì thôi nha. Ví dụ lý do vào viện của bệnh nhân là nôn ói rồi, thì trong cái phần bệnh sử này nè, cái phần nôn ói là phải được khai thác nhiều nhất, nôn ói là phải đầu tiên khai thác nhiều nhất ha. Và xong mình sẽ kèm theo đau bụng, thì đau bụng như thế nào, đau bụng vị trí như thế nào, đau bụng âm ỉ hay đau bụng kiểu quặn ha, và xong đau bụng có lan đi đâu không, dân 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 ha. Và xong mới cái cùng được nhập viện của bệnh nhân chuyển tiến như thế nào đó để nhận biết. Còn bệnh sử là bệnh sử tự được trước ha, chứ đừng có ghi là cơ năng của bệnh nhân mệt. Cái phần cái chữ mệt á là tất cả giáo viên hay các giảng viên đều không chịu cái chữ mệt. Tại sao? Mà là di chứng quá chung. Bây giờ anh nói anh mệt, anh mệt ở tim, anh mệt ở bụng, anh mệt ở cổ, anh mệt ở chân, anh đi là không được, anh cứ gọi là mệt, đừng gọi mệt đúng không? Đó di chứng mệt đấy, mình là một di chứng rất là chung. Mình đừng có ghi chữ mệt đây nha, ghi chữ mệt đây là không hiểu. Mình phải ghi rõ những cái ví dụ như mình nhân nói em mệt thì mình phải hỏi rõ là mệt ở đây nè, mệt ở tim à, hay là mệt ở cổ, hay là mệt ở bụng ha, chứ đừng ghi chữ mệt ha. Rồi trong phần bệnh sử là mình khai thác triệu chứng cơ năng 70 tính triệu chứng ha, và chia làm hai phần ha. Rồi
sáng nằm mấy đứa đi khám bệnh rồi đúng không? Mấy đứa nắm được bệnh sử một ca nào chưa? Giờ thử ví dụ như nãy giờ anh chỉ vậy đó, thử đọc nghe thử cái các bạn chắc không nói gì nghe, tới phần chuyên môn đi. Hành khách nhập viện 6 ngày bệnh nhân có đo thang đau đau bụng thượng vị không lan đau bụng thượng vị đau cách nhập viện 6 ngày bệnh nhân có đau bụng thượng vị đau không tăng đo thủy kèm theo nóng rát nằm khi mà bệnh nhân ăn vô thì nó sẽ tăng đau đau tăng thì bệnh nhân đói thì nó sẽ giảm rồi đau không có lan trước đó thì bệnh nhân có đi khám bác sĩ tư thì được chẩn đoán là bị viêm viêm dạ dày rồi không có kẹp bọt máu cái gì nè ăn uống khó nóng rát thường đúng rồi giờ mấy đứa các triệu chứng thì nó nhưng mà hơi thiếu chút nhưng mà về phần cái cấu trúc á là đúng ha là ví dụ như nãy nói cái phần chứng kèm theo là tiêu lỏng đúng không nhưng mà em chưa nói là tiêu lỏng bao nhiêu lần mà nhưng nói tiêu lỏng 2 lần trên ngày được không có gọi là tiêu chảy không tiêu lỏng phải trên 3 lần trên ngày mới gọi là tiêu chảy rồi tao mình tiêu lỏng tính chất đúng rồi tính chất là không có máu không có đạm nhưng mà chưa nói là tính chất là phân nó té nước hay không nó nhiều nước hơn phân phân nhiều nước hay là phân nó sợ mà bệnh nhân nói là bệnh nhân không có được đúng không rồi cái tính chất đó rồi có đau bụng khi đi tiêu chảy không rồi có kèm theo cái triệu chứng khác không nãy nói là kèm theo cái gì đau bụng tiêu chảy với là nóng rát nóng rát từng gì kèm theo nóng từng gì ha rồi có một bạn rồi đó còn bạn nào nữa không trời cái phần Y3 là bệnh án là quan trọng nhất nha Y3 là mấy thầy cô nói là bệnh án mấy đứa phải làm bệnh án là thấy được 5 điểm rồi đó còn 5 điểm mà trả lời 2 câu là xong 10 điểm rồi tôi gọi nha tôi gọi đó tôi không biết tên là ai đâu đó quy hai quy rồi đó làm chừng quy quy Phạm Anh Tuấn đi tên đẹp quá nè Phạm Anh Tuấn đi Gì vậy ha rồi nhìn nó không ta
là bây giờ là triệu chứng cơ năng thứ nhất, thứ hai nữa là sau cái phần bệnh sử nè. Rồi cái phần bệnh sử này á, chú ý là phải triệu chứng cơ năng thứ nhất, thứ hai nữa là làm sao khám xét xong, làm sao điều tra cái hướng tới một cái chẩn đoán. Mấy đứa chưa học cái phần chẩn đoán, mấy đứa cũng chưa biết, nhưng mà ví dụ như nãy đang nói á, là cái đầu chủ tị đầu như thế nào, đầu đường gì lan qua sau lưng bên trái gì đó ha, đau có nôn máu thì nôn máu không giảm đau, đau một chủ tị rất là đặc hiệu, thì mình sẽ hướng tới cái chẩn đoán là dùng tiết cấp ha. Còn ví dụ như bệnh nhân đau đau sau ăn 2 tiếng rồi đau sau 2 tiếng rồi bệnh nhân uống ăn tập sức bệnh nhân giảm đau nhiều hơn thì nghĩ đó là bệnh nhân bị viêm tắc cái tá tràng ha, ví dụ vậy 2-4 tiếng. Cái đề phòng bệnh sử tiếp tục là từ trạng lúc nhập viện. Rồi hồi nãy ví dụ như bệnh nhân khai mình nôn máu tiêu chảy sốt thì tình trạng lúc nhập viện phải có nôn máu tiêu chảy và sốt. Ví dụ như nôn máu như thế nào, mấy lần, ví dụ như mấy lần nha, sốt bao nhiêu độ. Tại vì mấy đứa không có bệnh án, mấy đứa không có ghi là bệnh nhân lúc đó bệnh nhân tỉnh tiếp xúc tốt trên niêm hồng ha, trên niêm hồng thì chứng mình cảm ghi vô hầu hết tất cả cái này nè, bốn thứ của cái bệnh sử là mình phải ghi những căn hết, đó như mình hỏi bệnh nhân chứ không phải là mình ghi trong hồ sơ nha. Thì cái các những triệu chứng cơ năng mà bệnh nhân vô là trong phần nào là nó như thế nào, nó diễn biến như thế nào kèm theo chi giác ha. Tiếp theo là một diễn biến bệnh phong ha, cái diễn biến bệnh phong này cũng quan trọng lắm. Ví dụ như một bệnh nhân vô với mình liền ngay lập tức luôn, nghe cái phòng cấp cứu em nhận thì cái phần diễn biến bệnh phong thì có thể không có. Còn ví dụ như bệnh nhân đang nằm với em khám mấy bữa nay nè, bệnh nhân với em nằm trên 3 ngày 5 ngày thì em phải ghi là ngày 1 bệnh nhân thế nào, ngày 2 bệnh nhân thế nào. Còn lớn hơn 7 ngày hoặc là 10 ngày đó thì em phải ghi là ngày 1 ngày 2 ngày 3 bệnh nhân có diễn biến như thế nào, ngày 3, 4, ngày 5 bệnh nhân diễn biến như thế nào. Nhưng mà chủ yếu là khai thác những cái triệu chứng bệnh nhân vào viện nè, ví dụ như nôn ói, tiêu chảy hay là sốt gì đó, là những cái ngày đó có như thế nào ha. Ví dụ như ngày 1, ngày 2, ngày 3 nôn ói giảm, tiêu chảy giảm, còn sốt ngày 4, ngày 5, ngày 6 thì nôn ói hết, tiêu chảy hết, hết sốt ha, kiểu gì đấy. Nhưng mà ngoài ra người ta khai thác những triệu chứng khác, ví dụ như bệnh nhân khai là bệnh nhân nôn ói, tiêu chảy, sốt, bệnh nhân khai là yếu hạch thì mấy đứa nghĩ tới nhân nó mới trên chảy sốt mà tự nhiên bữa ngày 4 ngày 5 ngày 6 bệnh nhân nói tôi bị yếu hai chi dưới, tôi đi không nổi. Cái diễn biến cơ năng mà bệnh nhân nó bệnh nhân yếu hai chi dưới, yếu đồng đều hai bên thì mấy em nghĩ tới cái gì? Dù vậy thì cái gì? Thôi nghĩ ra không? Nó mới nè, chảy nè, sốt nè. Rồi, tới ngày thứ 4, thứ 5, thứ 6 bệnh nhân than là bệnh nhân yếu hai chi dưới. Thì nghĩ tới cái gì? Phúc biết không Phúc? Phúc là bạn nào? Biết không? Hả? Hoàng biết không Hoàng? Nhưng mà hạt kali ha, tiêu chảy thì cái hạt cơ đi máu thì có nghĩa là cái gì? Một người chỉ kiếm vào phòng nè, ghi nè để mình khai thác cái gì? Mình khai thác cái nhất là biến chứng của bệnh tiêu chảy nó nói là có thể biến chứng là gói lầm tiêu hóa sắp chẳng thể tích ha. Thì bây giờ bệnh nhân nãy nói rồi đó là bệnh nhân bị chứng hạt chi dưới là bệnh nhân có gói lầm điện giải hạt cơ đi máu, thì bây giờ mình ghi nhận như vậy thì mình đánh giá coi cái biến chứng của bệnh như thế nào. Sau 6 ngày bệnh nhân tự nhiên bệnh nhân yếu chi dưới, yếu chi dưới bệnh nhân có biến chứng hạ cali thì phải xét nghiệm bệnh điện giải ha. Còn thứ hai nữa là sau 6 ngày bệnh nhân vẫn còn sốt thì sao, có nghĩa là điều trị mình không đúng. Tại vì đánh giá một cái nhiễm trùng đánh giá sau 48-72 giờ sinh sau khi sẽ kháng sinh ha. Ví dụ như bệnh nhân vô mình vì sốt và tiêu chảy thì mình nghĩ tới một cái nhiễm trùng mình ruột ha, nhiễm trùng mình ruột mình cho sẽ kháng sinh, nhờ mình sẽ kháng sinh sau 3 ngày những tiêu chảy và sốt nguyên vậy, có nghĩa là đánh giá là kháng sinh này sẽ không đúng, là mình phải đổi kháng sinh. Cái đó là phần điều trị của phần 4 ha. Nhưng mà nói là trong cái phần diễn biến phòng là mình có thể đánh giá được hiệu quả điều trị. Thứ hai nữa là mình đánh giá biến chứng của bệnh.
ha. Cái thứ ba nữa là nhắc tác dụng phụ của thuốc. Ví dụ như bệnh nhân vô dây gì đó, đau dụng vị đi, dụng vị. Nếu mà vô khoa tiêu hóa mà đau dụng thượng vị mình nghĩ tới gì? Đau dạ dày. Đi cho mình đi. Đau dạ dày rồi đau dụng thượng vị rồi đau ngực nữa, thì nghĩ tới dụng dạ dày hoặc là viêm dạ dày đúng không? Ừ. Rồi giờ mình cho bệnh nhân BBI uống, quên thuốc chưa? Mình cho thuốc bệnh nhân uống, nha. Thuốc bệnh nhân uống, xong bệnh nhân từ cái tiêu chảy bệnh nhân đau không? Một tuần luôn. Có phải là tác dụng phụ của thuốc không? Mấy đứa học thuốc chưa? Thuốc học chưa? Dược lý học rồi phải không? Hãy khoan, dược lý học rồi phải không? Y ba là lúc này là dược lý học hết cuốn chưa? Nhưng mà có học rồi đúng không? Chưa thi thôi phải không? Cái cuốn đó nhớ là 600 trang đúng không? Học hết chưa? Có cái bài gì đó, ức chế bùng rộn tông đó, có học chưa? Ở cái vùng rồi tông kháng axit, cái bài này thì gì trưởng khoa dược lý dạy nè, xuân nè, xuân dạy cái bài ức chế vùng rồi tông rồi antacid gì đó, có học chưa? Suprafast gì đó, học chưa? Ví dụ như bệnh nhân uống suprafast thì tác dụng phụ nó là gì biết không? Táo bón nè, bệnh nhân đang tiêu chảy cái uống suprafast thì cái người ta táo bón 7 ngày trời, người ta không tiêu được, tự tiêu chảy thành táo bón. Thì giờ nó chắc dùng một thuốc, nghe là diễn tiếp nè. Nãy giờ nó thay ấy. Một á, là ngắn nè, ngắn nè. Thì mình ghi rõ cái từ ngày. Ngắn là khoảng từ 5 tới 7 ngày ha. Còn dài ngày là mình sẽ ghi rõ là mình gom nhóm á. Ê, tôi nói rồi nha, tôi chỉ rồi nha. Là mình bệnh án mình ghi theo kiểu này nha. Chứ bệnh án mình ghi theo cái kiểu mà bệnh nhân mệt. Rồi nằm đây 14 ngày, ghi rõ từ ngày 1 tới ngày 14 mà đọc mệt lắm luôn á. Từ ngày 1 tới ngày 14 mới đọc là dù là 1 tới ngày 3. Tuần thứ nhất, tuần thứ hai như thế nào. Chứ đừng ghi ra là ngày 1, 2, 3, 4, ngày 14 nha. Rồi cái mục đích của nó nè. Có 3 mục đích ha. Tại vì là theo dõi điều trị. Em biết cái này không? Em biết cái ký hiệu nào mới đứt? Điều trị rồi. Cái ký hiệu nào? Điều trị. Điều trị. Nó với cách cái gì phải không? Nó là chữ cái là mã nè, này là gì? Chẩn đó. Này chẩn đó, với cách cái gì phải không? Tự nhiên tại sao tâm giác tôi ghi hình tròn được không? Delta. Ừ, chữ delta, delta là chữ với cách cái gì phải không? Delta là với cách cái chữ đa nó xịt đó, là chẩn đó á. Là chữ đi này nè, chữ đi trong chữ delta là diagnosis, chữ đó ta có ý nghĩa chân chúng ta giải chúng ta ghi chữ này nè, ghi chữ này nè. Còn chữ này tl nó tiên lượng, Việt Nam mình tl thì ta là tiên lượng. Tiên lượng là gì? Nhìn xa hơn. Rồi ê, học đi nhất đây có học bài anh nhân chị nhật. Ờ, cái gì ngành, cái quên chờ, mấy bà quên chờ. Mấy bà quên chờ. Rồi, theo dõi điều trị nè, tác dụng phụ tốt nè. Chỉ còn cái nữa là biến chứng bệnh. Có nghĩa là sau khi anh đọc cái gì đó mình học, mình phải biết coi điều trị bệnh bác bệnh viện này nè, là như thế nào. Đáp ứng hay không? Rồi mình có biến chứng khác không? Tác dụng phụ của thuốc không? Phải đi hiện bài dưới này nên cái phần diễn biến của phần nó đẹp ha. Phải viết là bình dương này chi thì nào là được điểm không, phải viết rõ mục đích có gì mạnh không, cứ đấy cái đấy đi. Rồi tình trạng hiện tại là cũng là cơ năng luôn, nguyên cái đống này từ bệnh sử tới đây đều là cơ năng ha, chủ yếu là cái triệu chứng nãy như nói gì đó. Tình trạng hiện tại này cũng có vấn đề gì. Khám rồi khám sàng chỗ này ghi gì, ghi gì giờ, giờ đúng không? Rồi giờ ví dụ như bây giờ tôi khám người ta lúc 9 giờ ngày mai, ví dụ ngày 13 đi, và tháng 2 2023 đủ chưa?
ngày thứ mấy cho nhập viện, ví dụ ngày 3 thôi. Ngày 3 sao? Nè, rõ vậy chứ đừng có ghi mà. Ngày 9 tháng 12 tới 9 giờ ngày 13 tháng 2 năm 2023. Cái ngày nhập viện của ta ngày 6. Cái bắt thầy cô. Thầy tự tính đi. Ngày nhập viện á, tự tính đi. Cái này trường ra rồi biết ngày này làm gì. Thầy ghi rõ ngày tính giùm ta ha. Rồi mà tổng kết. Tổng trạng đầu tiên ghi gì? Là mình lấy ngoại cho mọi ai cũng có gặp gì đâu hết trơn. Nhưng mà đúng không nha, là tổng trạng ghi giờ tiên nè. Chi giá này luôn rồi đó. Nhưng mà mới vô mình nhìn tao mình biết ra có gì luôn. Vô là tổng trạng gai. Thấy không? Là tổng trạng cái bụi. Dùng dưới một cái ghi viêm nha, đúng không? Thì một cái ghi là ví dụ như là thể trạng như thế nào đó, gầy, suy kiệt hay gì đó, ha, còn mới tới chi giác, tỉnh tiếp xúc tốt, tỉnh tiếp xúc được. Giới thiệu cái thằng tiếp theo, thằng điểm A, B, B, U, đúng không ta? Chắc vậy, A, B, B, U, biết không? Cái điểm nào? Mình chơi chi giác nhanh, cho nên mình sẽ thường áp dụng cho bệnh nhân bị ung thư gan á. APV ung thư gan là A, là A này. Ai giải tiếng Anh không? Cái này là gì? Thì chỉ hơi xấu chứ giải tiếng A. Và B là voi. B U. Được biết không? Cái đứa biết này không? B là bé. Người là tình con. Biết không? Biết rồi, biết nó đây. Ví dụ như á đẹp là gì? Tình. Rồi B. Có những voi có nghĩa là gì biết không? Đáp ứng lời nói. Còn B em nhìn điện thoại gì vậy? Không có. Rồi. Rồi B là U là gì? Đúng rồi. Có nghĩa là ví dụ như bệnh nhân vô tỉnh táo bình thường thì bình tĩnh rất tốt, đúng không? Còn bệnh nhân nói cái nó mới mở mắt ra nó nói chuyện với mình. Còn mình nói nó ngủ tiếp. Là biết gì không? Mình nói thì người ta trả lời đó. Mà mình nghĩ nói người ta ngủ. Là gì biết không? Ngủ gà ha. Ngủ như con gà vậy. Gặp là ngủ gà. Còn đáp ứng đau nằm nó gọi là lơ mơ. Có nghĩa là mình nói mình không trả lời, mình dây xương ức hoặc là gì xương ức, mình làm cái kia. Dây xương ức thôi, là mình nên đau, mình nên quạt tay. Là bệnh nhân có thể mở mắt luôn nha, khi quạt tay ra luôn. Thì đó đáp ứng như đạt thì gọi là lơ mơ. Bệnh nhân lơ mơ không tiếp xúc. Còn ví dụ như bệnh nhân voi thì là bệnh nhân tỉnh nhưng mà tiếp xúc chậm. Hay là bệnh nhân không tỉnh, tiếp xúc chậm vậy đó. Còn hình khoán xe ảnh là không mê, đúng không? Là không đáp ứng kích đào, không đáp ứng với lời nói, cũng không tỉnh, không mở mắt gì hết trơn. Cái đó là đánh giá nhanh, cũng đánh giá mà chi tiết. Thì mình đánh giá có thang điểm gì biết không? 15 điểm đó. Rồi, cách vô ha. Rồi, phần chi giác. Rồi, viêm. Viêm nè. Tổng trạng thì có chuyên gia cho tới bệnh nhân có 4 cái huyết áp mạnh nhiệt độ nhất PO2. Lưu ý nha, bệnh nhân hết PO2. Ví dụ bệnh nhân vô mình chắc là kẹp kết PO2 ha. Rồi hết PO2, ví dụ kẹp vô bệnh nhân là 98, bệnh nhân không thở oxy thì mình ghi gì? 98% không thở oxy hết. Bệnh nhân có gì hết? Ghi là SPO2 chị 5% khí phổi ha. Rồi ví dụ như bệnh nhân đang thở oxy 5 lít một phút qua cannula ghi gì? Cái số SPO2 đo được với lại đi cái khí phổi thở cannula. Mình thì có hai cái gì? Tùy thầy cô nha. Có ví dụ như 98% là
khí phòng là KB ha. Họ 96% đang thở oxy 5 lít trên phút một quả canula. Thấy có sự khác biệt giữa oxy 5 lít trên phút của canula với oxy 5 lít trên phút của mắt để cho thở cái gì ha. Hoặc là 98% giỏi chút xíu nữa FiO2 nhiều. Biết công thức tính FiO2 không? Hiểu không? Để hiểu sơ nha, khỏi nhớ cũng được nha, sơ thôi à. Ví dụ như là ở 5 lít trên phút thì FiO2 là gì? Thì ta sẽ có 1 lít trên phút oxy qua canula sẽ làm tăng 4% FiO2. Ví dụ bệnh nhân này đang ở khí phòng mình là 21%, FiO2 là 21%. Rồi dùng nhân cho bệnh nhân thở 5 lít trên phút thì FiO2 tăng được bao nhiêu phần trăm? FiO2 là gì biết không vậy? FiO2 biết không? Rồi FiO2 nó có tên là fractal. Ghi đây và cơ năng cũng không ghi đây ha.
nó chia hai phần rõ ràng, cơ năng và thực hành. Có thiếu gì không? Quên nó đang có thiếu. Bây giờ mình đưa các bạn đi, mấy đứa bạn vui, mấy đứa bạn vui các bạn đi, thiếu gì không? Mấy đứa giỏi giỏi thường mình đứng vào dưới, anh này dưới cùng càng dưới càng khỏi. Cái bì mai có bì mai có ví dụ như nhân như quan tiêu quá thì bước thứ hai mình sẽ khác cho quan gì thấm bụng, nhưng mà mình ghi ra là gì, hay gì hay tiêu quá chứ đừng ghi là à, tại vì ngày xưa có cách làm anh án là quan có thể là tại quan đúng không, là tự nhiên không có phải là vô tổng cạn đâu, không phải là thể tiêu hóa hay tiêu hóa thể cốt gì đâu, hay như là khắp động mạch cổ, khắp bụng, khắp tay chân, khắp mặt mặt biên gì đó ha, như là thực phẩm. Còn bây giờ mình là người mới, mình phải khám cái cơ quan, thể cơ quan là thể tiêu hóa, thể tiêu hóa nó chỉ dài từ phần thực quản xuống dưới hậu môn, ha? Chứ không phải là cái bụng không, là cái thể tiêu hóa. Dù đi qua nội tiết thì khám gì, ví dụ như bệnh nhân vô rét chân đi, đi qua nội tiết thì vô rét chân thì đầu tiên là động trạng lại, còn thứ hai khám gì, tiết lại gì, mình đứng được chậm quá, ví dụ vô rét chân đi, vô thứ hai mình khám gì, khám bệnh chuyển đáp được, có cái một bệnh chuyển đáp được, thì thôi chưa đi em chưa biết. Khám bài chân đá đường 1-2 nha, khám bài chân đá đường nó phải đọc tiền chứ ý, tại vì tôi quên con tiền sử không ai nhắc gì tôi luôn, con tiền sử đâu, trời ơi, như vậy khám bằng sàn không ai nhớ gì bằng tiền sử hết trơn luôn, trời ơi, tại vì ta khám biểu, anh ơi anh thiếu bằng tiền sử, tôi nói cho nghe. Sử quan trọng là mấy đứa rồi tiền sử này là hai đúng không, này là ba tiền sử, tiền sử có bản thân gia đình tiền tệ, bản thân thì có thói quen bệnh lý lấy đến chiều đó là nè mỏi. Tiền sử gì nè, đa phần là bản thân gia đình tiền tệ, trong bản thân thì có là thói quen một bệnh lý, ví dụ như một bệnh nhân vô mình đó, hỏi thói quen hỏi sao, đây đứa cuối đi, đứa cuối hỏi đi, cái này hỏi gì quá, hỏi thói quen hỏi sao, cái gì nữa? Rồi đó, rất là đầy đủ, nhưng mà chưa có gọi là gì ta, chưa có thể phóng lại thì nó sẽ là ham uống vận động và thuốc lá, lá và uống rượu, có ba bốn vấn đề mình sẽ nói ở đây, bệnh nhân ăn uống như thế nào, bệnh nhân vận động thế nào, thuốc lá không, uống rượu không, rồi ăn uống thì cái khác là một ngày bao nhiêu bữa ha, một bữa ăn cái gì, thường ăn cái gì nhất, có chế độ ăn nhiều muối không, những cái ăn mặn ăn ngọt gì không á, đó là chế độ ăn. Còn chế độ vận động là mỗi bệnh nhân là có chơi thao gì không, nhưng mà bài dài thì thường không chơi đúng không, nó phải đi bộ, đi bộ nhà đi bộ như rồi, cái đó là phần ăn uống vận động thì chủ yếu là từng bệnh nhân sẽ gây nha, mình chủ yếu bị ra nhưng mà uống lá uống rượu nè, rồi mấy đứa biết cách tính nó năm chưa, ví dụ như một bệnh nhân với mình hút ngày 10 điếu, hút trong 20 năm thì có năm là nhiêu? 20 điếu, nhưng
mà tôi hỏi gói năm rồi cái gì dữ vậy thầy gì chị đi hỏi nhà 10 điếu hỏi gói năm thì một gói có bao nhiêu điếu hỏi gần dữ vậy rồi thì một gói là 20 điếu vậy là 10 gói 10 điếu là nhiêu gói nửa gói 2.5 là nhiêu gói năm Ê đừng có lấy một nhân cho 360 nửa gói nhân 365 ngày nha. Rồi nha, rồi bình nhân bây giờ là nửa gói 25 thì số gói năm sẽ là 50. Số gói năm 1 ngày 1 phút nửa gói nhân số 5. Rồi, tại sao người ta phải tính gói năm đấy không? Nhưng kể mình đấy, những người vô đây có bệnh rồi đâu cần thiết gói đúng không? Trong yếu tố nguy cơ tim mạch á, người ta chỉ nói là có hút thuốc lá, chứ người ta không nói là hút bao nhiêu gói năm. Vì mình phải canh thác gói năm đi làm gì? Các học bài tim mạch chứ đúng không? Tim mạch thì có một cái yếu tố nguy cơ đó là hút thuốc lá. Miễn có hút thuốc là được, không cần nhiều gói năm. Nhiều gói năm là làm gì chứ không? 10 năm đúng rồi, nhưng mà để làm gì biết không? Hãy tháng có năm để làm gì? Để biết. Hiểu gì vậy? Hero à? Tại vì á, hút thuốc lá trên 20 có năm. Rồi năm. Chứ không phải là vậy nha. Rồi năm. Tại nha. Phải gói sạc năm. Chứ không phải gói trên năm. Gói trên năm là nhiều như 1 năm hút 365 gói trên 20 năm thì mới là cái này. Còn mình đang tính nãy là số gói năm thì lấy số gói nhân cho số năm. Ok ha. Giờ số gói sạc năm là lấy số gói nhân cho số năm. Tại vì hút trên 20 gói năm á là có nguy cơ bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính y 4 sao. Ha. Bởi vì mình mới khai thác số gói trên năm để tính y 4 á, không có ngọng cái đó. Kêu giống cứ hỏi, bệnh nhân này hút cứ hút từ hồi trẻ bây giờ thường nha, hỏi nha. Bệnh nhân nói tôi hút thuốc lá, cái mình hỏi là bệnh nhân hút thuốc lá từ lúc nào? Nói là hút từ hồi trẻ hết rồi, ví dụ như tám mấy tuổi rồi, giờ hút từ bao lâu? Ai biết đâu, hút từ hồi tôi còn đang kháng chiến á, điều gì vậy? Thì hút bệnh nhân ít nhất cũng hơn 60 gram. Là hỏi người ta là một ngày người ta bao nhiêu gói, bao nhiêu điếu, ha? Rồi để tính coi số năm là bao nhiêu, ha? Thuốc lá tổn thương. Cô hỏi sao? Ngày chú uống bao nhiêu ml rượu được không? Ừ, ngày chú uống nhiêu xì rượu ngày rằng. Ngày chú uống nhiêu xì rượu? Thì bao nhiêu ml? 250 này còn rằng. Rồi, giờ này đúng không? Mình ví dụ như người dân của mình á, mình sử dụng từ sáng rồi. Một gáo hả? Thì nói gì, cái gì, gì nói gì trời. Rồi mình sử dụng từ sĩ ha, thì một sĩ là khoảng 250 ml. Nhưng mà thường á là mấy người mình uống là rượu đế cũng có đúng không? Rượu đế cũng có, hoặc là rượu vang, mấy cái thêm khác mà thường là rượu đế. Thì rượu đế nồng độ cồn khoảng 40 độ ha. Rồi họ bia nước rượu, phải có bia chứ ha. Bia là có bia. Rồi mình hỏi một ngày bệnh nhân uống bao nhiêu xì rượu hoặc là bao nhiêu ml rượu thì tùy loại rượu mình sẽ có nồng độ khác nhau đúng không? Thì mình sẽ lấy cái số ml này, ví dụ như ngày uống 2 uống 1 xì đi 250 ml, nhưng mà người ta uống rượu đế thì sẽ nhân cho 40 độ. Em uống 100 ml rượu đế thì sẽ có 40 mg cồn, thì mình sẽ nhân cho 40 độ. Thì đó sẽ ra gan trăm trăm gam trăm gam rượu. Để làm gì biết không? Tính ra số gam rượu mình muốn làm gì? Để coi đồ nặng không à, tính ra miligam rượu á, để tính coi bệnh nhân này có nguy cơ bị viêm gan do rượu. Nói chung là mọi thứ mình hỏi nãy giờ đều có mục đích hết, chứ không phải chơi. Mình vô phải có mục đích, mình
hỏi đúng cái câu đó nha. Rồi thì đối với nam nữ thì lớn hơn 40 gram trên ngàn, lớn hơn 60 gram trên ngàn. Rồi lớn hơn 60 gram trên ngàn đối với nam thì là có nguy cơ bị viêm gan B1, còn lớn hơn 40 gram trên ngàn đối với nữ thì có nguy cơ viêm gan B1. Người phải hỏi bệnh nhân uống bao nhiêu xị và bao nhiêu ml trong bao nhiêu ngày đó. Nhưng mà người ta cái khai thác gì nè, người ta nói bao lâu tôi uống, tôi uống hoài hoặc là một hai ngày uống, thì cái đó cũng không phải là yếu tố nguy cơ nha. Chừng nào bệnh nhân uống liên tục mà lớn hơn 60 gram hoặc 40 gram thì đó là mới là yếu tố nguy cơ gây viêm gan B1 nha. Cũng có học bài viêm gan B1 không ta, cái bài đó anh tôi nha. Bảo bia thì tỷ á thì khoảng là 5%, nồng độ cồn trong bia là khoảng 5% thì mình nhân ra cái bao nhiêu. Giờ người ta nói như là khoảng đến là khoảng 3 lon á, nam là khoảng 3 lon, nữ là khoảng 2 lon á. Nam nữ nam khoảng 2 lon, nữ khoảng 3 lon, nó sẽ ra nồng độ cồn khoảng 60-40. Và để nắm cái thỏi chưa nha. Mình hỏi gì để mình đánh giá nha, đánh giá cái bệnh yếu tố nguy cơ bệnh nhân, tiền sử, rồi gia đình. Cái phần gia đình này á phải lúc nào mình cũng khai thác. Ví dụ bệnh nhân vô mình vì chồng người ta không vô gì chồng người ta, người ta sẽ vô gì viêm dạ dày, còn ngoại sản, rồi còn ngoại sản nha, quên. Cảm ơn nha. Ngoại nè, rồi ngoại mấy cái bệnh ngoại hầu như là bên ngoài sẽ dạy cho mình, nhưng mà mấy cái bệnh ngoại mình sẽ đánh giá được nguy cơ. Ví dụ bệnh nhân dưới mình á, nó có dính mổ này nè, có cái là hậu môn nhân tạo á, biết không, có từng gặp chưa cái hậu môn nhân tạo. Mình hỏi là bệnh nhân gì, mẹ đưa mổ gì, người ta nói mổ u đại tràng, hậu môn da da ha. Rồi bệnh nhân dưới mình gì, sụt ký, sụt 10 kg, biết tính sụt ký không? Ví dụ bệnh nhân nói mình là sụt 10 kg trong vòng 2 tháng nay thì có đó gọi là sụt ký không? Ví dụ bệnh nhân nói 10 kg nhưng mà vòng 10 năm nay tôi mới sụt 10 kg. Nó gọi là sụt ký không? Vì trong bao nhiêu ngày mới là sụt ký? Ví dụ như mấy cô nữ này nè, mấy cô nữ này nè. Ví dụ như sắp cưới đi. Hôm nay đi giảm cân. Nó giảm 1 tháng, nó giảm 10 kg, thì gọi là thực cân không? Thì gọi là thực cân đúng rồi. Nhưng mà thực cân này là thực cân bệnh lý hay là thực cân sinh lý? Đúng không? Ví dụ mà người ta lý nói á, là thực cân á, là thực cân không chủ đích. Còn mấy đứa này là thực cân nó nhịn ăn cả ngày, mình còn nhịn ăn mình còn chịu nổi như mấy đứa đó ha. Là thực cân có chủ đích thì mình không có ghi vô. Còn người ta nói sụt cân yêu đích sụt 10 kg trong vòng 1 tháng 2 khi ghi vô bệnh nhân sẽ sụt ký không gì đó, nhưng mà không có chủ đích, bệnh nhân ăn uống bình thường, tiêu tiểu bình thường, nhưng mà bệnh nhân sụt ký thì ghi vô ha. Rồi nãy nay nói bệnh nhân hậu môn nhân tạo, bệnh nhân vô sụt ký thì mình nghĩ là chủ đích đã là mổ phẫu thuật rồi, bây giờ là giải sụt ký tiếp thì nghĩ là cả gì chăng ha. Thì mình khai thác triệu chứng ngoại khoa để mình ghi nhận coi những cái triệu chứng hiện tại bệnh nhân vô đây nó có liên quan tới ngày xưa bệnh nhân mổ ha. Còn sản không ghi nam nha, nữ mới ghi, nam không ghi, nữ mới ghi. Nam ghi gì, phải nữ ghi gì? Bà ra bệnh nhân giờ bệnh nhân vô đau bụng quá, bác sĩ ơi tôi đau bụng dưới, đau chằn bụng dưới ha. Để tôi hỏi gì không được. Trời ơi, 2 tháng nay tôi không có kinh nguyệt gì hết. Nguyệt cái gì hết, tự nhiên đô đau bụng nhưng mà không có kinh gì hết trơn, 2 tháng là nữ. Biết không? 2 tháng không hành kinh, hành kinh là điều kỳ là bình thường là nhiêu? 28 ngày. Rồi bây giờ nhớ 2 tháng là 60 ngày rồi người ta chưa hành kinh nữa thì sao? Ừ, có bầu. Nhưng mà người ta có bầu, người ta có đau bụng không? Ừ, thai ngoại. Mà thai ngoại người ta đau bụng nghĩ cái gì nữa? Thế là vợ, chồng này giỏi nè, đi sản được á. Nữ, ta nghĩ là thai ngoại vợ, thấy không? Tiền sử sản thành. Là hỏi gì? Bà ra biết là gì không?
paracetamol phải không? Paracetamol hay gì? Para rồi kinh nguyệt, thần kinh chu kỳ ha, chu kỳ 10 ngày ha, với lại nhiều bệnh nhân á bị sốt xuất huyết, hoặc sốt xuất huyết chưa phải không? Sốt xuất huyết người ta bị chảy máu kinh nguyệt có thể nữa, nhưng mà người ta chưa tới chu kỳ kinh, nhưng mà người ta vẫn chảy máu, đó là nguyên tố của kinh nguyệt mà người ta kinh nguyệt đó ha. Rồi có thể hỏi là số con cái gì là sinh sớm đẻ sống đúng không? Sinh sớm đẻ sống là sinh được bao nhiêu đứa, rồi trong sinh rồi sảy là có nghĩa là nhỏ 28 tuần là sảy, mất thì là sảy, sinh sớm sảy, một sớm thì là sảy sống, sống là giờ ví dụ như là có nhà có sinh được ba đứa nhưng ba đứa giờ vẫn còn sống thì là sinh sớm sảy sống đó. Ok, còn gia đình thì gia đình ví dụ cái khác gì là có bệnh nào liên quan tới bệnh này không? Chị biết bệnh nào liên quan tới bệnh này không? Giờ bệnh nhân nhớ mình về đau dùng thượng vị kèm tăng huyết áp kèm đái tháo đường, mình ghi sao? Tăng huyết áp, đái tháo đường, đau dùng thượng vị rồi đó. Bệnh nhân nhớ mình có tăng huyết áp thì nói tiền sử ngày xưa tôi có tăng huyết áp, tiền sử ngày xưa tôi có đái tháo đường, rồi bây giờ nhớ mình chị đau thượng vị, rồi mình ghi nhận tiền sử ghi nhận sao? Gia đình á, không gia đình, gia đình thôi, không có nói gì bản thân, gia đình thôi, đang nói gì vậy? Chào mẹ anh chị, đâu có tặng cái đó rồi đúng, nhưng mà vợ được không? Đâu hỏi vợ không được, vợ chờ nó không, vợ cái bên ngày nào cũng gặp chứ không hỏi vợ. Đâu phải hỏi là người thân trực thể ha, có nghĩa là anh chị em, cha mẹ, ông bà ha, là có ai bị tăng huyết áp đái tháo đường không? Rồi rồi hỏi gì nữa không? Ví dụ như mình đau bụng gì rồi soi ra nhiễm HP, hỏi gì nữa biết không? Có ai bị cái đó không? Ví dụ cái rất là quan trọng trong cái chỉ định cái đỡ men không, đó là bệnh nhân gia đình có bệnh nhân có ai bị ung thư dạ dày không? Tại vì ung thư dạ dày là có tính gia đình nha, tính gia đình với tính di truyền nó khác. Mấy đứa hiểu như thế nào tính gia đình, như thế nào tính di truyền? Dạ ha, nó tính gia đình, tính di truyền. Tính di truyền dễ rồi, cha truyền con truyền con để tính gia di truyền. Còn tính gia đình là kiểu gì nè, cha bị nhưng mà con không bị nhưng mà cháu bị, là trong gia đình sẽ có người bị nhưng mà không phải di truyền từ trực thể, có thể di truyền xa đời nè. Ví dụ như ông nội bị, cha ông bị, con bị nhưng mà chắc bị ha, chứ cái đó gọi tính nó là gì, tính gia đình ha. Tính di truyền là mấy cái bệnh là gì, phụ nữ bị đó, ví dụ bệnh hói đầu đi đúng không, bệnh hói đầu cha bị sẽ truyền cho con trai, đấu truyền con gái, gái đâu có bị hói đầu trừ khi kiểu gen nó là lặn hết đều quá nó mới là hói đầu ha. Nếu mà đầu mà tử thì không có hói đầu, giống như đó là tính di truyền ha. Còn dịch tễ, thôi dịch tễ thì tùy bệnh nè, cái đứa ghi vô thì bệnh đứa ghi vô, ví dụ như ngộ độc thức ăn thì nó ghi vô, còn dịch tễ là ở nhà bệnh nhân xung quanh nhà có ai bị không hói thì chạy gì không. Rồi đây còn đủ gì chưa, chứ hết được không, hết thì khám lâm sàng nha. Thế là có không? Thầy có ý kiến gì không? Giờ là ví dụ nha. Vậy tôi là bệnh án, tôi là bệnh nhân này. Rồi tôi bước vô tôi nói, trời bác sĩ ơi, bây giờ tôi đau bụng quá. Đào đi. Hỏi tôi đi. Đào. Hỏi đi, rồi đau rồi. Tôi đau ở thượng vị quá. Tôi đang làm bệnh án mẫu, bệnh nhân mẫu nè. Bệnh nhân này rất là dễ chịu. Nhưng mà mấy bạn không hỏi đúng rồi, bệnh nhân khó chịu đó. Bệnh nhân này khó chịu lắm luôn á. Rồi đau thượng vị. Có lan ở đâu? À, tôi đau chỗ không lan. Đau có nóng rát. Không có nóng rát gì, đau một chỗ duy nhất à. Có làm cho nó tăng. Tôi ăn vô rồi, nó đau quá trời đau rồi, giờ tôi không dám ăn luôn. Có làm cho nó giảm.
tôi uống miếng nó chạy thẳng ra đây đó, tôi không ăn, không uống gì hết trơn, không uống thuốc gì hết trơn. Ngày đó là chồng hôm đó giờ hả, tôi bị lên máu rồi, tôi bị tiểu đường rồi, tôi bị khớp nữa, mấy người sao nữa mấy cái đó anh có điều trị không? Có chứ, tôi uống nhà lụm nuốt hết trơn á. Anh bị bao lâu rồi? Bị 2-3 năm nay gì đó. Anh đau bụng nên thôi. Ê, nè, nè, nói điện sử này quay về bên sửa đó. Bên sửa đó. Đang hỏi bên sửa, em sửa. Rồi. Thì sao nữa? Rồi ha. À, bên sửa được rồi. Rồi, nói gì sửa nha. Nói bằng điện sử. Giờ mình nhân vô tăng cái áp. Thì mình đúng là cái thác là vô lâu. Đúng không? Chưa nói là huyết áp cao nhất, huyết áp dễ chịu, ý làm gì không? Ví dụ như hỏi chỗ huyết áp nhà tôi nhiêu, cái nhà tôi 160 á, ở dễ chịu không? Dễ chịu. Không huyết áp cao nhiêu, 220, thường tôi 220 rồi, lên 220 dữ lắm. Rồi để huyết áp dễ chịu, huyết áp mục tiêu là huyết áp dễ chịu, huyết áp cao nhất là làm gì? Huyết áp nào để điều trị? Huyết áp tăng cao nhất là để điều trị, huyết áp dễ chịu là để về huyết áp đó. Gọi là huyết áp cao nhất thì để điều trị, còn huyết áp dễ chịu là huyết áp mục tiêu. Rồi bệnh nhân huyết áp dễ chịu là 150-160 thì mình sẽ đưa về khoảng 150 ha. Còn bệnh nhân mục tiêu là 200, huyết áp bệnh nhân là 22 thì ít nhất cũng phải 3 phút mình sẽ đi điều trị. Huyết áp rồi đang xài thuốc gì thì nó sẽ có cái ba rem gì nè, nó có ba rem bệnh gì cộng cho thời gian mắc bệnh, cộng chẩn đoán ở đâu, điều trị như thế nào. Rồi cái có ba đêm là 41 ha. Rồi giờ tăng huyết áp, bệnh là tăng huyết áp mắc 2 năm rồi, tôi được chẩn đoán ở bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ, em điều trị là cái thuốc viên đậu trắng màu vàng, viên thuốc huyết áp 400 đúng không, là amlodipine 5mg trên ngày ha, uống trong bao nhiêu vòng 3 năm uống liên tục đó, thì mình sẽ ghi gì vậy? Rồi, ví dụ như bệnh nhân bị đái tháo đường, bệnh nhân bị đái tháo đường thì sao? Em biết đứa hàng cuối đái tháo đường thì sao thì thử gọi tên đi, gọi tên đi, tôi vô viết kiếm đứa nào chúng là đây nè, Minh Hoàng là đây đúng không? Rồi, rồi, rồi. Minh Đức đi. Ủa Minh Đức hả? Bạn Minh Đức hả? Sao? Đáp đường gì sao? Thì nghĩ đến gì? Đáy đường tiếp 1 đúng không? Nhưng mà cũng có những người dễ nhanh đáy đường tiếp
nữa thì được không thì sao, thì là đái tháo đường, tiếp máy, thời gian mắc bao lâu, chẩn đoán ở đâu và điều trị thế nào. Khi điều trị thì mình có thuốc uống và thuốc chích, tại đái tháo đường nó hơi lạ chút là uống xong thì sẽ chích. Và tại chích thì để chích ở đây là insulin, hầu như là insulin cộng với không ai cái thuốc khác vậy. Có những cái nữa là cũng là chích nữa, nhưng mà chỉ đang chích cỏ thì chủ yếu là chích insulin. Thì mình phải hỏi là insulin loại gì, biết hỏi loại gì không? Thì làm sao biết người ta xài insulin loại gì? Ừ đúng, người ta xem chúng ta được, người ta không có đem, ta không có đem người ta thì mình gửi vô nó chờ thông tin dữ gì hả? Không nhớ tên. Thôi không mà nhớ tên, tôi tiếng Anh tôi dở nên tôi nhớ không nổi nữa nè. Cái đặc điểm trên chai thuốc đó. Ừ, đặc điểm trên chai thuốc đó. Tại vì mỗi cái bút tiêm nó sẽ có một đặc điểm khác nhau. Cái bút tiêm có khi hai cái đầu nó màu tím, hai cái đầu ngoài nó gì đó màu tím, có khi hai cái đầu này nó là màu xanh. Cái bút tiêm loại khác nhau. Rồi, rồi insulin loại gì thì mình sẽ hỏi về đặc điểm của cái bút đó. Loại gì và sáng, chiều bao nhiêu đơn vị. Thì nói chung là mình chưa học gì cái phần điều trị. Nhưng mà mình hỏi người ta là sáng là chích nhiều, chiều nó chích nhiều, thì người ta sẽ biết cái số của đó là bao nhiêu ha. Dù như đi 20, sáng 20 chiều 10 thì là đái đường tiếp 2 thì chẩn đoán khoảng 2 năm trước ở bệnh viện Đa khoa của Cần Thơ đang được điều trị bằng insulin mít tạp sáng 20 chiều 10, đó là đầy đủ ha. Còn có thể đi vô là mức độ kiểm soát của bệnh nhân là như thế nào, là bệnh nhân có thử đường ở nhà hay thử đường ở ngoài trạm xá, cũng được quyết cho động của mình là bao nhiêu ha. Rồi xong dưới đây đây tiền sử bản thân ha, còn tiền sử gia đình đó là nhà có ai bị đái tháo đường không, đái tháo đường nó đường tiếp mấy, nhưng mà đừng có ghi vợ nha, đừng có ghi mấy cái đứa mà hiện sớm cộng ghi mẹ ha. Còn đó đó xong hai cái chú ý nhiều nhất, gặp nhiều nhất là đái tháo đường và đặt nhá, mấy đứa phải ghi đầy đủ đường đái tháo đường trong nhà để lấy chồng thì cũng có ha. Mấy đứa học nghi đủ thì hầu như là khó, khó cho phần nghi vốn cho phần điều trị, mấy đứa học nghi gõ là khó lắm ha. Rồi qua rồi đó là xong phần tiền sử ha. Rồi tới phần hệ tiêu hóa, hệ tiêu hóa thì mình sẽ khám theo bước nhìn sờ gõ nghe đúng không, nó cái thằng kia nó không liền xe chỗ nào. Thì tại sao lại phải nhìn nghe rõ sợ? Cứ nhìn thử nghe được không? Tại sao? Tại sao phải nhìn nghe rõ sợ? Nhìn khi mình sợ đó. À. Nó chỉ điểm đào rồi phải không? Nhìn cái đấy. Nhiều khi sợ cái gõ nó là mấy cái mình sợ. Dạ. Rồi em ra. Tức là khi người ta đau á, thì không có cho mình làm cái thứ đúng rồi, người ta sẽ không cho mình làm cái thứ tiếp theo. Người ta đau rồi tự nhiên nhìn sờ gõ nghe, sờ đau quá cái để bụng của tôi gõ đi, dễ như ai cho gõ, để sẽ đau cũng cho gõ nha. Bởi vì mấy cái bước có hệ tiêu hóa nó hơi khác xíu là nhìn nghe gõ sờ, nó khác với mấy cái ví dụ như hệ tim mạch. Hệ tim mạch cũng làm gì trước cũng được, nhìn sờ gõ nghe theo cái bước đó đi ha. Còn đối với hệ tiêu hóa thì cũng khác chút. Rồi. Bước nhìn sờ gõ nghe thì từng bệnh thì nó sẽ có cái triệu chứng khác nhau chứ không phải bệnh nào cũng bệnh nào. Ví dụ như một bệnh nhân sơ gan chướng gì đó, nhìn gì mình thấy cái gì mình đừng để ý những dấu hiệu gì mình nhìn sơ gan chai xê, sơ gan nghe động cuối thì trên một bệnh nhân sơ gan đó là mình nhìn cái gì, nhìn thấy cái gì. Mình sẽ có hai từ ngữ nha, ngày xưa người ta nói là sơ gan cục trước, giờ ta dùng từ bán bụng, có đặt cái mới không? Nó sẽ dùng là bán bụng, chứ ta không dùng sơ gan cục trước. Mấy thầy thì ta gọi là bệnh nhân mang sơ gan cổ trướng cái bụng như nè, rồi cổ nó trướng như nè, thì gọi là sơ gan cổ trướng. Người ta bây giờ người ta đổi từ bán bụng, đổi thành từ cổ trướng thành từ bán bụng, thì có nghĩa là, mấy đứa biết không? Mấy đứa biết không? Bán bụng là sao? Cổ trướng là sao? Thì bán bụng có nghĩa là lượng dịch bệnh nhân nhiều quá làm bệnh nhân to, bệnh nhân to lên là bệnh nhân phải đưa người ra trước, cổ bệnh nhân trướng lên thì gọi là cổ trướng ngày xưa. Còn bán bụng á có nghĩa là lượng dịch trong cái khoang bụng á
là giữa cái lớp phúc mạc thành với lớp phúc mạc tạng á là có trên 25 ml, thì người ta gọi là bán bụng. Còn bán bụng mức độ nặng á thì người ta gọi là tổ chức. Bán bụng bụng mức độ nhẹ, mức độ trung bình á thì người ta chỉ gọi là bán bụng, người ta không gọi tổ chức. Có nhiều người nó vô bị tràn dịch màng bụng nhưng bụng người ta không to thì người ta gọi là bán bụng chứ người ta không gọi là tổ chức. Nó sẽ hơn bằng 3 bước. Đây nói sơ ghen nha. Nhẹ, trung bình. Rồi, nhẹ trung bình nặng thì nhẹ thì lượng dịch trên 25 ml hầu như mình thấy. Giờ có thể là bụng anh cũng có nước nè, nhìn nó thấy đâu, nhưng mà siêu âm thì ra, siêu âm thì ra có ít dịch màng bụng thì người ta gọi là bán bụng mức độ nhẹ. Còn bán bụng mức độ trung bình á thì nó sẽ dựa ở mức độ nhẹ, mức độ nặng thì mình sẽ có những dấu hiệu khám bán bụng. Mấy đứa khám bán bụng, mấy đứa khám sao bụng bự, bụng cho hơi tròn tròn, chứ bệnh nhân vô mình là bác sĩ ơi cái này bụng to hơn bình thường, mấy đứa khám sao biết bệnh nhân có bán bụng? Rõ rồi, mở đường lên thấp, mở đường lên thấp rồi còn gì nữa không? Không quá to, không quá lớn như vậy, tắc hậu ác hả? Quên rồi, vậy gõ đầu cường thấp rồi đó, đúng rồi đó. Gõ đầu cường thấp là một cái thủ thuật để mình biết bệnh nhân có bụng, có bệnh nhân có dịch không. Nhưng mà thường ở mức độ trung bình thì sẽ gọi là bán bụng đó. Vậy thì đúng rồi, cho bệnh nhân nghiêng ngang bên gõ đầu bệnh nhân ha. Rồi còn gì nữa? Sống dỗ là bệnh nhân có bụng tiền to ha, là thường xuyên cổ trước hoặc là bán bụng mức độ nặng. Thì mình mới sẽ thống dỗ. Thống dỗ là bệnh nhân bụng nhìn lên to lắm mới thống dỗ được, chứ bệnh nhân nhỏ xíu là không thống dỗ được đâu. Còn nhìn nó ví dụ như cái bụng độ to mình còn nhìn nữa không, cái bụng mức độ nặng nè, thì mình còn cái dấu hiệu gì nữa không? Biết đi, để nó yêu một cái tháo là bụng hết trơn này, triệu chứng là bụng hết trơn là lúc đó còn nhớ được cái khỏi đường thấp là còn mấy khác bên trơn này. Nhưng mà nhớ được là hay à, cái đi sáu là mới quên dần, bởi vì gán y ba triệu chứng gán nhỏ ít xíu, rồi tới đi sáu là nó cũng buồn từ từ á, mấy đứa nó còn nhớ được cái gì là hay đó ha. Rồi cung cấp đầy đủ nhất cho tụi em để tụi em còn một tiếp. Anh biết là nói xong họ chắc cũng quên hết trơn nè. Giờ nè, ví dụ mức độ trung bình đi thì sẽ có dấu hiệu ở đâu mình tập gì nè, dùng được khi di chuyển nè, biết không, hay chưa biết không? Rồi bây giờ bệnh nhân nghiêng hoàng bên, ví dụ anh nghiêng trái đi nghiêng bên vậy ha, thì dịch anh gõ là khoảng ngay đây, nó sẽ nằm ở đây, đây là đục nè, đây là trong nè, đục ha. Rồi xong anh kêu bệnh nhân nằm ngang qua ngửa qua, xong cái gõ trong, và tới đây vẫn trong, thì dùng đục người ta bệnh nhân di chuyển hay sao? Ở hai tư thế nghiêng và tư thế nằm ngửa, thì dùng đục bệnh nhân sẽ di chuyển hay sao? Thì gọi là cùng dùng đục khi di chuyển ha, chứ không phải là bệnh nhân bỏ đục, bệnh nhân đi ra đi gì ta mình gõ nặng đúng không? Rồi nặng á, nãy nói rồi là sẽ có cái gì, có cái sóng tổ, chứ còn cái nữa là cục đá nổi, chưa nó phải cục nước đá nổi. Giờ bụng mình toàn nước không, có cái cục lách á, cái cục lách á nó như cục nước đá vậy đó, nó sẽ lên bền trong bụng mình vậy nè, như cục nước đá nằm trên trong cái ly nước đá vậy đó, nó sẽ nổi lên trên. Cục lách mình cũng vậy, lách á hôm nay nè mình gỡ nó có cục gì đó, mình ấn xuống cái nó chìm xuống, cái nó nổi lên lại, cái nó chìm xuống nó nổi lên lại, rồi lại dấu ấn cục đá nổi, dấu cục đá nổi trong bán bụng mức độ gì mức độ to này, mức độ nặng này, thì dấu cục đá nổi với lại dấu cục sống bộ. Ủa quan trọng lắm mấy đứa, mấy đứa cái bụng còn nhiều thứ để nói lắm, nhưng mà trình độ y ba là chủ yếu là khám thôi ha. Rồi nhìn một bệnh nhân bị bán bụng nhìn sao, nhìn thấy cái gì ở bụng sơ gan, nhìn thấy gì sơ gan cổ trướng chạy xê mức độ nặng cuối cùng luôn, mình thấy những cái dấu hiệu rồi tuần quanh màng hệ, tuần quanh màng hệ gì, tuần quanh màng hệ ta có H3 là tuần quanh màng hệ, là tuần quanh màng hệ gì? Rồi mà mày tiền mà tiếp gì đó, nhìn thấy gì đó, nhìn thấy nghe ống đủ người ta nghe, nhìn
trình sự ra giai đoạn cuối cho mấy mấy anh hả à? À, mấy bạn vậy mấy bạn đúng không có ý kiến gì không hả thôi quận bè trước rồi gì nữa không quận bè trước rồi rồi ra đi ờ ra đi không cũng mặt mắt à, mình nhìn vàng á mình cũng mặt mắt là nhìn cái đồng trắng này nè ha à. Chứ mình đừng có nhìn cái giật xuống nhìn giật xuống nhìn nhanh em cũng mặt mắt là nhìn cái bằng cục trắng á rồi mặt mắt vàng đúng rồi tiếp nè nhìn thấy bụng bán nè nhìn thấy cục mắt vàng nè nhìn thấy cổ trướng nè nhìn thấy cục mặt ngoài nè còn gì nữa chân bù rồi chứ đánh to phải sợ không ai vui cục lắp tươi gì đâu chị thấy không cái gì mê cũng được nhưng mà mê là mình phải tiếp xúc bệnh nhân mình nhìn thấy nè ở dưới xíu tế bào gan có gì ở dưới xíu tế bào gan cơ năng thực thể ngón tay kìa ngón tay dùng chống hả ngón tay cô dễ gãy rồi con tóc kia là chống thiếu máu hả rồi nè anh hỏi nè hội chứng xíu tế bào gan có gì hai trở lại được nè nó còn chia làm cơ năng thực thể nữa nhưng mà mình nhìn thôi thôi chung tên tôi đi thành thiện ai tôi thành thiện rồi em thành thiện nói em thành thiện ở dưới thời gian có gì em hội chứng suy tế bào gan thanh thủy sao 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 ở dưới xíu em có gì rồi rồi trở lại đi em trở lại đi em nhanh em ơi mình hurry á hurry có lời chứng quá hả có gì nữa không đó là đi quá giờ nè mình sẽ nhìn bệnh nhân bị hội chứng suy tế bào gan rồi mình nhìn ha không lắm mình nhìn ở phía trên trời ơi nằm ở trường gian cũng đó chúng ta bây giờ chạy sữa là trong cái khác rồi
sao mạch, dấu sao mạch ứ động các chất giãn mạch như là dấu sao sao mạch nè, là ứ động các chất giãn mạch. Nó sẽ có cái gì, giãn mạch nó có estrogen nè, estrogen là thực phẩm nhất nha, hoặc là mấy cái gì histamine á, bradyhistamine gì đó ha, thì nó sẽ là gì nè, nó sẽ là một cái dấu nó hình tròn nè, nhưng mà nó sẽ có thứ tư ở ngoài, thứ tư ở ngoài rất là nhỏ, nhỏ xíu à, nó chỉ khoảng 5mm thôi, nhưng mà mình ấn hết thì nó sẽ không mất, dù đó là sao mặt nhưng mà cũng ấn không mất, nó sẽ phân biệt giữa xuất huyết và hồng ban, huyết hồng ban nha. Vì bệnh nhân suy tế bào gan, bệnh nhân có những gì đó, mình nhìn mình thấy bệnh nhân có cái bụng, bệnh nhân có bụng chân, hàng da dạo mà, bệnh nhân có xuất huyết da, giảm các yếu tố đông máu, rồi bệnh nhân sẽ có sao mạch do gan nó ứ động các chất gây giãn mạch nên bệnh nhân bị sao mạch, bệnh nhân có vàng da, đó là dấu hiệu suy tế bào gan mà mình thấy, ok không? Để mấy đứa học bình thường thứ 9 tới 1 giờ, 2 tới mấy giờ? 1 giờ hả? Chỉ còn có 10 phút mà thôi đủ chạy. Thấy giáo án này rồi ha, con hãy tiếp tục rồi nè, 3, 4, 5 là những cái rồi khác ha. Cái phần tiêu hóa này rất là nhiều lượng thứ để nó, nãy giờ mới nói bán bụng thôi, chưa nói viêm tụy cấp hay xuất huyết tiêu hóa đó, còn nhiều thứ để nó lắm. Thân tắc bệnh án, thân tắc bệnh án mấy em phải ghi một câu thần chú, nhưng mà trong bệnh án của một bệnh viện người ta ghi là bệnh nhân nam bao nhiêu tuổi, ghi nhận vậy thôi. Còn tụi mình thì 3, không có tụi mình em là 3, thì mấy đứa phải ghi được một cái câu mà như là câu thần chú gì đó. Ví dụ trong bệnh án mấy đứa ghi gì, bệnh nhân nam bao nhiêu tuổi, tại vì lý do gì, rồi không hám hỏi bệnh, ghi nhận dụ chứng, hỏi chứng, phải ghi rõ một cái câu đó luôn, nó dài hoặc là nhưng mà nó đủ ha. Rồi mấy đứa sẽ ghi hỏi chứng đầu tiên rồi mới tới chuyện chẩn khám được, có nghĩa là hỏi chứng ví dụ như mình không có hỏi chứng suy tế bào gan, hỏi chứng đa áp tửa, nhưng mà tự nhiên bây giờ bệnh nhân khó thở thì cái đó có xếp vào hỏi chứng bào gan với hỏi chứng đa áp tửa không? Không thì mình sẽ ghi là triệu chứng là khó thở, nhưng mà ví dụ như người ta nói khó thở mà khó thở thì thở ra rồi cái gì thở thì thở ra rồi hết hơi tụt gì đó rồi nghe gan ngán gan rít gì đó thì đó là trong hội chứng tắc nghẽn hô hấp dưới, thì mình ghi là hội chứng tắc nghẽn hô hấp dưới. Khi mà mình cái triệu chứng á mà mình không có gom được vào hội chứng thì mình mới ghi là triệu chứng. Còn rõ ràng nếu mà cái khó thở đó là của hội chứng thì mình ghi vô ha. Rồi ghi đầu tiên là câu thần chú nè, rồi sau sẽ là hội chứng trước nè. Hội chứng đi ghi hết tất cả hội chứng nha, còn nếu không gom rồi ghi triệu chứng xong rồi mới đến tiền sử. Anh cho em hỏi là ví dụ như một cái hội chứng nó có dụng có 5 trái đi, khám được chứng 3 trái thì tôi gom được trên 2 triệu chứng gọi là một hội chứng. Đó. Trong phần tiền sử, tiền sử mình ghi là hết, ghi là hết đây, cái nào làm án được nhiêu phút, thi làm án được nhiêu phút, 1 tiếng gửi như vậy không? Trời ơi, đi 4, đi 6 đứa là mình nén ra một điều gì luôn á, 1 tiếng rưỡi. Bởi vì gắn mạnh nhanh nhanh lên. Thank you.
trên 2 triệu chứng thì là mỏi chứng. Trên lớn hơn hoặc bằng 2 triệu chứng là mỏi chứng. Một cái hình ảnh, cái hình ảnh. Ừ, ừ. Thì đó là tổng tích tiểu và điện tim, tim là đồ á.
mấy đứa đi ba là mấy đứa học cách đặt điện tâm đồ chưa? Chưa. Chưa hả? Có học lớp thầy Sơn chưa? Chưa. Anh không có giới thiệu đâu đó, anh chỉ hỏi thôi. Chưa học hả? Học điện tim cho cành nha, sẽ năm bốn thì hỏi đó. Điện tim, cứ bắt đầu mà. Là hai cái đó là phải nhìn vô biết, nhìn vô biết, nhìn sơ qua là phải biết liền. Siêu phẩm gì mới được, nhìn sơ qua là biết liền nha. Rồi. Cái đó là thường quy. Ta vẫn đang cần thì thường quy nãy giờ mới nói. Còn cần nó sẽ giúp cho đón từ bệnh. Ví dụ như bệnh nhân bị vô bị sơ gan thì cần nó sẽ có sơ gan là gì? Chưa? Nó cũng đúng. Nhưng mà mình đừng nên kể siêu âm trước. Mình nên kể những cái thứ mà nó mà là sao ta? Từ cái máu ra, từ cái chức năng của gan ra. Tại gan có nhiều chức năng nha, chức năng đại đọc, chức năng tổng hợp, chức năng nội tiết, chức năng ngoại tiết, nhiều chức năng lắm. Thì mình đi từ chức năng của nó ra ha. Giờ chức năng nội tiết của gan là gì? Chức năng ngoại tiết của gan là gì? Chức năng bài tiết của gan là gì? Bài trừ chất, bài trừ độc chất là gì? Biết không? Rồi nha, một bệnh nhân chức năng đầu tiên là gì đó? Chức năng gan. Chức năng gan của bệnh nhân á thì mình không có phải mình nói là nhiều họ AST ALT có phải chức năng gan không? Cái gì AST ALT tăng là chức năng gan tốt hay xấu? Xấu. Rồi giảm chức năng gan tốt hay xấu? Xấu. Giải thích chơi. Trời ơi, AST ALT lại nó trong ra biết không? Nó trong từ tế bào gan ra, đó có nghĩa là khi tế bào gan vỡ thì AST là T mới tăng, tế bào gan không vỡ thì đâu có tăng. Thì có nghĩa là xét nghiệm AST là T đánh giá sự hủy hoại tế bào gan chứ không phải đánh giá về chức năng gan. Vũ đánh chức năng gan là gì biết không? Bilirubin là xét nghiệm đánh giá tổng gì cử động. Bilirubin là từ hồng cầu ra thì nó mới kết hợp với chất glucuronic đúng không? Thì nó mới thải trừ ra, nó đánh giá chức năng thải độc, còn đánh giá về chức năng gan là không có là chức năng đó nhưng mà về thải độc. Chức năng gan thường gặp nhất là albumin với lại BT. BT là gì biết không? BT biết BT là gì không? Tại vì gan cũng đánh giá chức năng gan á thì thường được đánh giá bằng albumin và BT. Albumin thì biết rồi đúng không? Albumin là phần đạm trong máu mình chiếm 55% trong tất cả các loại đạm trong máu mình, sinh lý là vậy. Còn BT là gì? Bạn nào giơ tay đi. Bạn nào giơ tay đi. Nãy giờ chưa kêu bạn nào ta? Bạn Salep. Sao? Thì BT. BT có BT tập kim luôn nha. Rồi nó nhanh luôn nha. BT là prothrombin time, là thời gian prothrombin. Là thời gian prothrombin là đánh giá con đường đông máu hoạt sinh ha. Thì tại vì gan là một cái cơ quan hoạt động hầu hết tất cả các yếu tố đông máu trừ yếu tố đông máu thứ 8. Nó không có một cái đó. Thì giống như giá con đường ngoại sinh đó, thì đó là những yếu tố là gì nè. Biết không? Giá con đường ngoại sinh có những yếu tố gì biết không? Nó sẽ có cái hình dưới gì nè. Gì nè. Là cái hình này để giá con đường đông máu ngoại sinh sinh trong cái hình tới nữa mấy em sẽ học. Không biết học chưa? Chưa đúng không? Thì nó sẽ có con đường ngoại sinh và nội sinh. Thì BT là đánh giá con đường đông máu ngoại sinh, là hầu hết tất cả những con đường ngoại sinh này nè là do gan tổng hợp, nên đánh giá BT rất là một cái xét nghiệm để đánh giá chức năng gan ha. Ngoài ra mình còn số thứ là bilirubin đánh giá khả năng thải độc của gan. Còn gì nữa không? Tiểu cầu nữa. Gan tiết ra một chất là
bị xương nó tiết ra, cái lòng thận nó tiết ra erythropoietin, thì gan nó tiết ra. Không phải là bệnh nhân bị bệnh gì tỷ đó, thì gan thiếu một chất để tổng hợp ra tiểu cầu, chất kích thích tiểu cầu, nó gan bị thì nói chung là tiểu cầu cũng giảm. Thì trong cái phần tiểu cầu á, trong phần điện động đài nè, là có công thức máu là có tiểu cầu rồi, đúng không? Thì mình có albumin nè, bilirubin nè, BT nè, đúng không? Thì ngoài ra còn cái gì nữa? Còn siêu âm bụng để đánh giá gan ha. Rồi fibroscan. Fibroscan biết không? Fibroscan là đánh giá đo đạn độ đàn hồi của gan. Mình đưa cái máy này, mình ấn vô nè. Cái hồi đó thì anh đi sớm. Là fibroscan đánh giá độ đàn hồi của gan. Đánh giá sơ qua gan và một cái cộng đồng sàng đó. Ngoài ra còn một số cái nữa thì như sinh thiết gan. Sinh thiết gan thì hầu hết mình không có làm, trừ khi bệnh nhân bị ung thư hay là CC gì đó thì mới làm sinh thiết. Mình sinh thiết thì có thể sinh thiết mù hoặc sinh thiết siêu âm. Thì nếu mấy đứa nghĩ là bệnh nhân có ung thư gan gì đó thì mình chơi sinh thiết. Còn nếu mấy đứa không nghĩ không cần thì thôi khỏi cho sinh thiết. Cái đó là những cái cận lâm sàng xâm lấn, mình sẽ nói từ cận lâm sàng không xâm lấn trước tới cận lâm sàng xâm lấn. À, sinh thiết gan là cận lâm sàng xâm lấn. Trước đó mình có thể làm CT, CT bụng. Rồi. Cần năm sàng hỗ trợ cho năm. Rồi, nghĩa là một bệnh nhân vô mình không thể một ngày không một cái bệnh đó, mà mình thấy cần mình cần năm sàng khác để đánh giá những bệnh khác nữa và đánh giá những yếu tố xung quanh. Ví dụ như một bệnh nhân vô mình gì đáp nó được thì mình xét nghiệm gì mà biết mình như tiểu đường, không có máu gì nữa. Tiểu đường đánh giá là sao? Ông sàng gì đó tiểu đường nè, HB1C. Rồi. Giờ bệnh nhân vô biến chứng đái tháo đường là biến chứng gì biết không? Một cái là cũng được, một cái thôi, biến chứng đái tháo đường. Hả? Bị suy thận. Đúng không? Biến chứng đái tháo đường là suy thận. Để nữa học đây, biết biến chứng đái tháo đường suy thận. Bây giờ làm sao biết bệnh nhân suy thận đái tháo đường? Thì đó là thằng nó hỗ trợ dẫn đó, hỗ trợ bệnh nhân đánh giá bệnh nhân này coi đá được là chẳng đó rồi nè, hỗ trợ dẫn đó mà đá được thì bệnh nhân có biến chứng nha. Chị cũng đánh giá bệnh nhân bị bệnh thận, đánh giá sao biết không? Còn ông thằng này gì? Đánh giá chức năng thận là ure, creatinine, đúng không? Ngoài ra là tổng kích thước tiểu để đánh giá coi bệnh nhân này có bệnh lý gì ở đường tiểu không, rồi có nhiều thí nghiệm khác nữa. Có một chỉ số này nè, thế nữa mấy đứa sẽ rất là thường gặp. Thầy Hoàng Nghĩa, thầy Hoàng Nghĩa không? Thầy Hoàng Nghĩa. Đúng rồi, Võ Hoàng Nghĩa biết không? Gần chưa? Thầy Hoàng Nghĩa cho hỏi mấy em là mấy đứa có biết ACR là gì không? Hỏi mấy anh IBA cũng bị hỏi ACR và BCR. BCR chứ không phải là bệnh cái Covid thì là BCR này nha. BCR. Mấy đứa có biết BCR với ACR là gì không? Đó là một cái xét nghiệm nha. Xét nghiệm cận lâm sàng và cũng là mục tiêu của mấy đứa IBA. Nhưng mà qua bình thận mấy đứa sẽ học. Thì ACR và BCR là mấy đứa biết là gì không? Nó là một cái xét nghiệm ha, không phải là hai cái xét nghiệm được. Chữ A này là cái albumin nè, chữ C này là tiêu creatinin, chữ R này là ratio là phân độ. Ratio là có nghĩa là mình lấy chỉ số albumin, chỉ số creatinin thì mình lấy ra một cái chỉ số đó, thì đây gọi là ACR, BCR chữ B thì khác là protein thôi, nó cũng là albumin nhưng mà nó lớn hơn albumin xíu là nó chứa albumin luôn, thì nó gọi là protein. Thì đó là những thứ mình sẽ hỗ trợ nha. Còn gì không mấy đứa? Tới giờ đó, chứ là ăn tôi biết đứa nào bữa nay cũng mệt chờ. Em của anh ta chứ không phải là gì đâu ha. Hỏi có cần phải
kia nhiều, cứ cư xử bình thường đi, đừng có ngại gì hết trơn, có gì hỏi cứ hỏi ha, đừng có sợ cái gì hết trơn á, hỏi cứ hỏi đi, sợ cũng được. Còn ông kia là thấy nó nói chuyện con gì vậy, vậy làm sao gì cũng được, nó làm sao cũng được, rồi có gì hỏi nào. Cứ như bình thường đi, giống như một người đàn anh đi, như anh là đi sáu đi, đó mấy đứa vô này sẽ bỏ, nhưng mà sẽ có người đọc, có người không đọc, sẽ đúng luật là không đọc, tại vì ba là triệu chứng, hội chứng, cần lâm sàng thì cần lâm sàng, chứ ba trong sách không có ghi lắm, đúng không? Thì trong bệnh án vậy, ba nó không có cần nói. Nhưng mà lên tới I4 nó như là bước người bậc thang lên trên vậy đó, là I3 mới có đó đúng không, I4 phải dẫn nó mà điều trị luôn, nên I3 phải dẫn để cho I4 em chẩn đoán và điều trị nó tốt. Ví dụ I3 em còn chưa biết triệu chứng đó, chưa biết hội chứng đó, là em vô em nhìn ta không biết bệnh gì, không biết bệnh gì đâu điều trị được đó, tại do nó đúng thì mới điều trị được, thấy không? Bởi vì nếu hội chứng siêu gan có gì, có bệnh nhân có hội chứng siêu gan không, nghĩ tới sơ gan đúng không, rồi mình chơi cần lâm sàng là gì, sau rồi mình chẩn đoán bệnh nhân sơ gan, rồi sơ gan phân loại gì gì đó, rồi mới điều trị tiếp. Bởi vì còn I3 nó rất là quan trọng, tính ra là những cái nhiều nhóm nó không được dạy luôn á, nhóm trước là hầu như không có dạy luôn, chắc đường mình án được là mình án sơ gan đi, quê án thì chưa chưa biết chưa làm rồi, thì rảnh thì làm mình án sơ gan đi, rồi rảnh bệnh mình có thể bệnh online không, thôi bệnh offline cũng được, mấy đứa học buổi chiều không, chiều nay học không? Còn mình cũng giống nhau thôi. Rồi sao có câu hỏi gì không nè, cái bé này như nãy giờ này nhiều câu hỏi lắm, hỏi gì quá gì ha, vậy không có gì hỏi thì về, về làm gì đọc, hồi nãy giờ tôi cho con nhiều câu hỏi lắm đó, nhưng mà tôi không nhớ hỏi gì, về nhà tự tìm nha, cái gã tôi hỏi lại đó. Rồi nhất thứ hai là làm một cái bệnh án, có thể chọn bệnh gì cũng được, nhưng mà anh thấy nha là bệnh vô nhiều nhất là sơ gan, xuất huyết tiêu hóa và viêm tụy cấp, ba bệnh đó là vô nhiều nhất đúng không, không thôi thì viêm dạ dày lét dạ dày cũng có, thì mấy đứa muốn làm bệnh gì mấy đứa làm, làm xong rồi đưa cho, làm tới phần đề nghị lâm sàng thôi mà đúng không? Nhìn sợ có nghe hả? Nghe vẫn được nha, nghe vô động ruột. Giờ nè nha, bệnh nhân trời ơi, nó làm gì cũng đệ quá. Giờ bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa nghe vô động ruột bệnh nhân 80% phút, với bệnh nhân nghe 80% phút, nó khác nhau không? Cái nhỏ gì biết không? Tại vì người ta đẩy máu nha, máu người ta đang xuất huyết rất là nhiều, nên những người nào như đồng ruột người ta tăng thì có nghĩa là mức độ xuất huyết người ta rất là hạn, còn những người nào như đồng ruột có 1, 2, 3 lần thì máu người ta vẫn bình thường, không có chảy máu bình thường nhiều. Bởi vì xuất huyết tiêu hóa nó là một cái nghe xuất huyết tiêu hóa nha, thì mình sẽ đánh giá được lượng nữa, chứ không phải là xuất huyết buồn đâu. Còn nhìn á, mình làm gì mình nhìn được bệnh nhân ói ra máu được không? Nếu mà có bệnh án mà nhìn bệnh nhân ói ra máu luôn mới hay á, mình phải cài đặt cái chất máu bệnh nhân nữa nhiều lắm. Xin hình hả? Cứ liên chụp là hả? Trời ơi. Rồi ha, còn gì nữa không ta? Hết rồi phải không? Khỏi điểm danh gì đâu. Cái này, cái tài này để cô chị Huệ ký ha, chị Nhung ký ha.
Ủa bên đây là hình như là chị Nhung với thầy Tâm phải không? Dạ. Thì ngày mai có đứa học chị Nhung thầy Tâm gì không? Chị Nhung thầy Tâm như thường thường thấy có bệnh nén mấy đứa đó, nhưng mà thường mấy người thì chị Nhung với thầy Tâm hơi bận đi học nghiên cứu sinh gì đó, nên có thể là đưa ra mình.